không thể tin nổi. Các bác nhìn vào đây, các bác đoán chiếc xe này bao nhiêu tiền ạ? Ở đây em bán cho toàn thể các bác mình chiếc xe này loanh quanh chỉ có là tầm khoảng 300 triệu đồng thôi. Loanh quanh 300 triệu đồng thôi, toàn thể các bác đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe gầm cao sang trọng đẳng cấp. Lúc mới chiếc xe này lên đến cả là bao nhiêu tỷ đồng các bác nhá. Thế mà bây giờ đây chiếc xe này quá rẻ luôn các bác ạ. Mà đặc biệt thì vẫn còn rất là mới các bác nhá. Các bác nhìn xem với Đức Sơn, các bác nhìn này, soi được gương và cặp đèn pha này là đèn pha zin nguyên bản theo xe nhá, đèn pha xịn. Và các bác nhìn xem vẫn còn rất là trong, có bi cầu thủy tinh được nằm bên trong các bác nhìn này. Đấy, đây là mặt nạ ga lăng của chiếc xe các bác nhá. Các bác nhìn mặt nạ ga lăng của xe này cũng rất là mới luôn, logo ba cánh hình sao được nằm ở giữa phần mặt ga lăng này. Đấy là logo của chiếc xe. Các bác nhìn đây là mình cũng biết được đây là chiếc xe gì rồi, là chiếc xe đến thương hiệu gì rồi, đúng không ạ? Đi ra ngoài đường thì không ai nghĩ chiếc xe này chỉ loanh quanh 300 triệu đồng, đúng không ạ? Người ta cũng sẽ nghĩ đây là chiếc xe mà nó lên cả là vài tỷ đồng. Bởi vì là sao ạ? Là mẹt gầm cao cơ mà, đúng không ạ? Là chiếc xe gầm cao số tự động mà lại là số điện tử cơ mà. Đi em quay cho toàn thể các bác xem phần nội thất bên trong nhá. Nội thất bên trong chiếc xe này là nội thất cực kỳ sang, nguyên bản, nội thất da zin nguyên bản. Đặc biệt thì nó có cần số là tự động. Đăng kiểm của xe còn rất dài, tận tháng 5 năm 2023. Và đây các bác nhìn xem có xi nhan báo rẽ được nằm ở trên gương đây này. Đấy, tay nắm cửa nhá. Khung sườn tôn vỏ của xe thì cực kỳ dày rồi. Dòng này thì cực kỳ dày nhá. Ít có những chiếc xe nào mà tôn vỏ lại được dày bằng cái chiếc xe mẹt này các bác ạ. Nội thất màu đen, bên ngoài cũng là màu đen. Màu đen thì luôn luôn nó là sang trọng rồi, đúng không ạ? Riêng dòng xe mẹt mà là màu đen luôn luôn là cấp ở nhìn nó sang trọng hơn bao giờ hết, đúng không ạ? Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe mẹt này. Đấy. 300 triệu loanh quanh tầm như vậy thôi, các bác đã có thể mình mua và sở hữu ngay nó rồi các bác nhá. Các bác mình không phải là mình đang nằm mơ đâu, mà chính xác chuẩn cho toàn thể các bác mình, không cần phải là trả góp các bác nhá, trả thắng luôn. Chỉ loanh quanh tầm khoảng 300 triệu đồng thôi. Để em nhấn mạnh như vậy để cho toàn thể các bác mình biết. Các bác nhìn này, không phải là chiếc xe giá rẻ mà nó lại xấu đâu, mà thậm chí nó vẫn còn rất đẹp luôn. Đấy, ghế da zin nguyên bản theo xe đây, vẫn còn rất là căng luôn này. Các bác nhìn này, rất là mới luôn này. Ghế múi nhá, ghế mũi nha. Nếu ngồi nhiều đi nhiều là ghế của nó sẽ không còn được như thế này, mà nó sẽ sờn, nó sẽ rách, nó sẽ sứt rồi. Nhưng con này của em các bác nhìn xem quá đẹp, đúng không ạ? Và kể cả những đến cái phần móc khóa này của xe, các bác nhìn này, vẫn còn chấm sơn mà thậm chí nó vẫn còn rất là vàng luôn này. Và bốn cánh cửa của chiếc xe các bác nhìn xem cũng còn rất là mới, đúng không ạ? Đây, rất là mới luôn. Ra theo xe các bác nhá, tất cả toàn bộ cái phần tắp đi cánh cửa cho đến phần tắp lô cho đến ghế là ra theo xe luôn các bác ạ. Đấy, tiếp sẽ quay các bác xem chi tiết nhá. Túi khí an toàn thì được làm xung quanh xe luôn, rất an toàn chỗ này này. Và những cái cột đều trang bị những túi khí an toàn các bác nhá. Và có camera lùi, có màn hình to cỡ lớn Android các bác nhá, tích hợp rất là nhiều tính năng ở trên cái màn hình này. Có điều hòa auto tự động được làm ở đây các bác nhá. Đây là những nút bấm, nút vặn để cho mình điều chỉnh hệ thống điều hòa nóng lạnh này, có cả nóng có cả lạnh nhá. Đấy, và có chế độ cân bằng neo đèo đổ dốc. Ở đây thì người của em người ta phun chất làm bóng vào đây, cho nên là nó nãy là rửa đấy, nó nên là hơi lâm tâm một chút. Các bác nhìn này, hơi lâm tâm một chút nhá. Nau là dùng tay nau nó cũng đã bóng rồi này các bác này. Đấy. Và các bác nhìn xem những nút bấm nút vặn xe chưa bị mất màu và chưa bị bạc, chưa bị mất những cái ký tự đây, đúng không ạ? Những cái ký tự, những cái chữ, những cái số đây vẫn còn nguyên các bác nhìn này. Đấy. Và chỗ này được thiết kế có một cái tay cầm nắm bám. Khi mình di chuyển đi trên đường mà đi tốc độ cao thì mình cầm ở đây rất là chắc các bác nhá. Cốp đồ rất to và có cả khóa luôn, rất an toàn đúng không ạ? Và đây là ổ khóa của chiếc xe, ổ khóa đây, chìa khóa đây. Và đây là cần số nhá. Đây là cái mà các bác cần chú ý cho em này. Đấy, hẳn là cần số điện tử luôn, cần số điện tử được báo ở trên đây và để đặt ở trên đây. Giống như là một số những mẫu xe mẹt đời cao đấy ạ. Mẹt đời cao, nhiều tiền thì nó mới thiết kế được như thế này các bác nhá. Con này của em thiết kế luôn ở trên đấy rồi. Và đây là vô lăng. Vô lăng của xe vẫn còn rất đẹp luôn các bác nhìn xem này. Những cái phần da cạnh của vô lăng các bác nhìn xem này rất là mới này, những nút bấm, những nút vặn ở đây các bác nhìn xem này, ok chưa? Cũng an toàn đấy nhá. Vô lăng của xe là vô lăng 4 chấu. Kể cả như là cái ghế đi, ghế lái đi thì nó vẫn còn rất đẹp luôn các bác nhìn xem này, vẫn còn rất đẹp luôn. Đấy, ghế mũi vẫn còn rất là đẹp luôn đây. Cái mặt ngồi chưa bị nhăn tí nào cả nhá. Đấy, nó chưa bị nhăn tí nào cả. Còn rất ok luôn này các bác nhìn xem. À, chỗ này thì là nó hơi đốm một chút. Đấy, đốm một chút các bác nhá. Vâng.
Rồi, em sẽ review xuống cho bác xem. Để thôi. Để cho anh, để cho anh, để anh đi. Đây, em cũng có một chiếc xe mẹc này em để đi này. Con này em để đi nhá. Nhưng bác nào chốt thì em vẫn chốt cho. Giá cũng tương đối là hợp lý thôi. Vâng. Và bây giờ là vị trí tiếp theo. Và các bác nhìn nhá. Đây là cái hàng ghế phía sau của xe. Con xe này là mẫu xe gầm cao 5 chỗ ngồi và được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Nhập khẩu từ châu Âu về Việt Nam luôn các bác nhá. Đấy, ghế ra theo xe luôn. Cả bộ các bác nhá. Cả bộ theo xe vẫn còn rất là căng mới đây này các bác này. Đấy, vẫn còn rất là căng và rất là mới nhá. Chỗ này có một cái tì tay và là chỗ cho mình đựng đồ hay là đựng nước ở đây các bác nhá. Đấy, có chế độ mở ra để đựng nước nữa. Nhưng mà tay của em một tay nên không mở được. Và nhá, các bác nhìn xem. Ở chỗ này có nút bấm để cho mình điều chỉnh điều hòa này. Đây là tắt này, đây bật này. Ấn auto là tự động. Ấn F là sẽ tắt các bác nhá. Ập đấy ạ. Đây là gió mặt nó lên trên này. Đây là gió chân này các bác này. Đấy. Đấy, chỗ này có một cái chỗ cho mình tạt tàn thuốc lá. Xe chủ tịch cũng khác đúng không ạ? Cửa gió thổi đến phía sau rất mát các bác nhá. Ghế ra là cả bộ luôn. Tất cả toàn bộ cái phần tắp đi cánh cửa ghế ra rồi táp lô đều là chất liệu da các bác ạ. Lốp của xe thì cũng chia sẻ với các bác là chiếc xe này á, lốp lên đến cả là hơn 20 triệu các bác nhá. Dàn lốp này mấy chục triệu đấy ạ. Lốp Michelin, lốp xe mẹc này mấy chục triệu luôn mà anh chủ mới lắp thêm vẫn còn rất là dày. La sóc đúc nguyên bản theo xe thì cũng đã được sơn đổi thành màu đen. Bác nào không thích màu đen chuyển thành màu khác, màu bất kỳ luôn. Kể cả 7 màu cũng được nhá. Chuyển thành màu mạ vàng cũng được các bác nhá. Đấy. Phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS 4 bánh có chống trơn trượt. Đấy. Chống bó cứng an toàn đàng hoàng đầy đủ. Và đây là phần phía sau của chiếc xe. Đấy, rất là cao to rộng rãi này. Con này được mang tên là Mẹc ML 350 các bác nhá. Đấy. Mẹc ML 350, đây là phía sau xe, đây tên của xe các bác nhìn thế này. Đấy. Và đây là cái biển số của xe, mang biển số Hà Nội, tên tư nhân chính chủ luôn. Đấy. Biển Hà Nội các bác nhá, các bác mua chiếc xe này mình lợi được cái biển Hà Nội rồi, không cần phải sang tên cũng được, để nguyên cái biển đấy mình đi, mình dùng, mình làm công chứng đi được rồi các bác nhá. Rất hay và tiện lợi như vậy. Và đây các bác nhìn xem, một bô, hai bô, người ta gọi là bô kép các bác nhá. Chiếc xe thiết kế là có bô kép gạt mưa này, đuôi gió này. Và lốp của xe đây, chiếc xe rất là cao luôn. Cao chiếc xe này lên đến phải là suýt soát 2 m. Còn đây là phía sau, khi mở cốp ra thì phía sau đây nó rất là rộng luôn các bác nhìn này. Hoàn toàn ở khu vực này bằng lì hết. Đấy. Nó bằng lý nhá, rất rộng và mình có thể là để đồ hay là chở thêm người ở khu vực phía sau này cũng được luôn này. Cũng được luôn các bác nhá. Ở phía sau này thì có đèn này, rồi có cái hộp để đồ y tế này, rồi có cổng điện ra 12V này và lốp dự phòng được đặt ở dưới cùng này các bác nhá. Đây, lốp dự phòng được đặt ở dưới cùng đây. Các bác nhìn xem nhá. Ở chỗ này nó vẫn còn lý nguyên zin này. Đấy, vẫn là lý nguyên zin này. Lốp này vẫn còn rất là dày nha, lốp thì hơi bẩn một tí. Lốp thì hơi bẩn một tí. Đấy, nhưng các bác nhìn xem vẫn còn nguyên đúng không ạ? Ở bên trong đây. Đấy. Bên trong đây là hộp y tế nhá. Đấy, dấu cộng này, hộp y tế được đặt ở trong đây này. Đấy, dự trữ cho mình để mình đi ví dụ có xảy ra gì đó thì mình dùng hộp y tế để mình điều trị vết thương đúng không ạ? Rất hay. Hiện đại chưa ạ? Đấy, gầm cao 5 chỗ nha các bác nhá. Không thể tin được nó lại rẻ như vậy. Ít tiền như vậy đúng không ạ? Bên đây cũng trang bị rất là nhiều thứ nữa, tí em sẽ quay cho các bác xem. Và các bác nhìn xem cái phần đèn pha của xe kìa. Đấy, đứng xa xa các bác có thể nhìn thấy đây là cái phần đèn pha của nó còn rất là sắc nét luôn, rất là mới luôn các bác nhìn này. Đấy, đèn bi ở bên trong này nhá. Đấy, sơn xi bóng bượt này. Thân vỏ căng đều. Lốp nắp dày, các bác nhìn xem vẫn còn rất dày. Lốp này các bác mình chạy thoải mái luôn các bác ạ, thoải mái luôn nhá. Bên đây cũng vậy, có xi nhan báo rẽ trên gương vẫn còn, các bác nhìn xem xi nhan còn rất là mới đây này. Kính bọc dán xung quanh toàn bộ hết rồi nhá. Cột kèo định giá zin. Xe hoàn toàn không có lỗi gì. Cam kết bảo hành cho toàn thể các bác mình về chất lượng xe các bác nhá. Cam kết bảo hành cho các bác mình về chất lượng xe luôn. Đã yên tâm chưa ạ? Các bác yên tâm chưa ạ? Máy số đại chất luôn. Khung vỏ cột kèo không lỗi lầm gì các bác nhá. Không có lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước thủy kích gì hết các bác nhá. Về pháp lý của xe chuẩn chỉ sang tên bất cứ lúc nào. Đấy. Máy số đại chất, củ máy củ số xe vẫn còn zin. Các bác thấy không ạ? Tuyệt vời, quá tuyệt vời cho một chiếc xe mà số tiền các bác bỏ ra nó là không nhiều. Nó là quá ít đúng không ạ? Quá ít để mình sở hữu một chiếc xe căng đẹp như thế này. Các bác nhìn xem nhá, keo chỉ mép cánh cửa của xe đây. Đấy, keo chỉ đây. Các bác nhìn xem. Đồ nhựa đây đẹp chưa? Những cái phần tắp đi cánh cửa rất sáng bóng, sạch sẽ, tươi tắn, đẹp mắt các bác nhìn xem này. Da cao cấp nguyên bản theo xe, không hề xấu và kém, không dạn, không nứt, không rách các bác nhá. Đây nữa này. Đấy. Đây nữa này. Ở chỗ này là bẩn nhá, gạo lên hết thôi các bác nhá, đây là bẩn như này.
Loa âm thanh nghe thì tuyệt vời rồi. Chỗ này đựng đồ thoải mái đây. Và những cái công tắc phím bấm hệ thống kính gương điện đây. Đây là gương điện và đây là kính điện. Các bác nhìn xem những công tắc phím bấm này, những cái ký hiệu ở đây, những cái ký hiệu ở đây, những cái mũi tên, các bác nhìn này, mũi tên này là chưa bị bạc mòn nhá. Nếu ấn nhiều nó sẽ bạc mòn đi. Đây nữa nha các bác nhá. Đấy, chỗ này thì chia sẻ với các bác là cái móng tay chọc vào thì nó như vậy đấy ạ. Còn các bác nhìn xem ở cạnh xung quanh nó chưa bị bạc đúng không ạ? Thế này hình như là chưa bị như nào rồi. Đây mở đây. Loa đây. Vách cửa đây. Không mục mọt gì đâu. Dòng này để mục mọt thì cực khó, cực kỳ hiếm để mục mọt các bác nhá. Đây. Đây tem này. Đấy, cột kèo này. Các bác yêu mẫu xe này, muốn chốt mẫu xe này về đi Tết, đi trong những thời gian tới phục vụ gia đình mình thì mình xem kỹ rồi bốc máy, nhấc máy, gọi điện nhanh, gọi điện sớm để các bác sở hữu nó các bác nhá. Đấy. Xe không có nhiều đâu các bác ạ. Thỉnh thoảng em mới về được con như này thôi. Đây là công tắc để mình điều chỉnh ghế nhá, điều chỉnh ghế điện lên xuống, ngả nghiêng các kiểu. Và đây là vị trí bật đèn pha, bật chỉnh đèn pha. Các bác thấy là có chữ auto đây, các bác nhìn thấy chưa? Có chữ auto, đấy là chính là cái chữ để ký hiệu cho mình biết đấy là chiếc xe là có chế độ đèn tự động, đèn tự động luôn các bác nhá, đèn tự động sáng vào ban đêm. Và có cái cần để cho mình đi ga tự động, ta gọi là cần cruise control các bác nhá. Cruise control đi ga tự động, không cần phải đạp chân ga luôn, mình có thể là điều chỉnh được. Chỉ cần bấm vào đây thôi, mình sẽ cài đặt ở cái vị trí nào, mình cài đặt chạy bao nhiêu thì bấm vào đây các bác nhá. Đấy, vô lăng đây. Táp lô đây, đẹp chưa? Nhìn sướng mắt luôn đúng không ạ? Phần đồng hồ đây nhá. Đồng hồ này cũng được báo là hiển thị điện tử nhá, nhưng không phải đồng hồ báo cơ đâu, báo ngay trên đồng hồ táp lô này luôn này các bác này. Đấy. Tay cầm tay lắm tay bám đây, các bác nhìn xem rất mới đúng không ạ? Và đây là cốp đồ đây các bác nhá. Đây là cốp đồ của cái chiếc xe. Và sàn của xe thì cũng đã được lót thảm trải sàn 5D đây các bác nhìn này. Ở dưới nó là lý nhá. Ở dưới đây là lý thì hơi bụi tí. Đây sàn 5D đây. Dạ vâng. Sơn xi bóng mượt, nước sơn có thể soi được cái gương luôn. Đấy. Soi được hình em trong đây luôn các bác nhìn này. Em quay video này dài một chút tại vì là chiếc xe sang mà cần phải xem kỹ, cần phải làm xem chi tiết. Đấy, cần phải tả nhiều một chút cho nên em sẽ quay kỹ nó nhiều một chút các bác nhá. Để các bác gần xa bất cứ đâu mình có thể tự tin mình chốt con xe này. Đấy, để tự tin chốt con xe này luôn. Các bác nhìn xem. Đấy. Rồi ok, đây tay nắm cầm này, loa rất nhiều chỗ nhá. Bốn cánh bốn loa mà có cả ở một số vị trí khác nữa. Được không? Các bác đến xem chiếc xe này, các bác cứ bật hệ thống loa đài lên các bác nghe cho em. Nghe thì phê rồi. Ngồi trên chiếc xe này vừa nghe nhạc, vừa lái thì cảm giác này kiểu như là mình đi một chiếc xe sang cao cấp hiện tại bây giờ đấy ạ. Chạy sướng lắm. Ngồi không muốn xuống luôn, phê tận óc luôn. Vâng. Đây các bác nhìn xem nữa này, tem này nguyên zin này. Đấy, gioăng này cũng là gioăng zin này. Đấy, ghế da zin này. Đấy, ghế da zin toàn bộ nhá. Nội thất thì rộng rãi rồi. Ghế này nãy em cũng quay rồi. Và ghế thì mình có thể gập lại xuống được như thế này nhá. Đấy, mình có thể gập lại xuống và các bác nhìn xem mặt này nó là mặt nỉ nhá. Ok chưa ạ? Đấy. Dây an toàn thì đặt ở sau ghế đây, bác nào thích thì mình đưa lên trên, còn không mình để sau ghế nhá. Đấy, rồi. Đã xong phần phía bên đây rồi nhá. Em đóng cửa thì các bác nhìn xem là đóng cửa thì nó nhẹ nhàng mà nó rất là khít đúng không ạ? Đấy, rất khít luôn. Có nút bấm từ điện tử khi mình đóng mở cửa làm ở tay nắm ở đây nhá. Đây nút vuông vuông này. Vâng. Đây các bác nhìn xem. Thân vỏ nước sơn. Form sườn của xe. Các bác nhìn xem. Nó lét đèn nẹp luôn. Đúng không ạ? Nó lét đèn nẹp luôn. Lốp dày chưa này. Đấy. Điểm quay gầm nhá. Quay máy nữa nha các bác. Các bác đợi em một chút, em sẽ quay cho toàn thể các bác xem. Đấy, bây giờ di chuyển sang bên kia quay nốt đi. Cốp em sẽ đóng lại. Cốp em đóng lại nhá. Đấy, đi xuống rồi, cốp đã đi xuống rồi đúng không ạ? Chỗ này đi, các bác nhìn xem. Keo chỉ hoàn toàn không mất phân nào cả nhá. Đây, các bác nhìn xem keo chỉ hoàn toàn đây. Chỗ này thì là cái chỗ này hơi bẩn tí. Chưa vệ sinh thì em sẽ cho vệ sinh luôn nhá, hơi bẩn một tí đây. Nhưng cái đấy không quan trọng, vệ sinh thì 5 phút là xong thôi. Đây nữa nha các bác, chỗ này được thiết kế dạng kim loại, nhìn rất là sang luôn các bác nhìn này, rất là sang luôn này. Đấy, nó rất là sang luôn. À mà cái chỗ này đấy ạ, chỗ này thì nó bong keo nhá. Đấy, cho keo vào đấy bắt là được chứ không phải rách đâu nhá các bác nhá. Đấy, đây là nó riêng biệt, cái miếng da này nó riêng biệt này. Và mình cho keo vào đây, mình ấn xuống là xong. Đấy, giới thiệu chi tiết cho các bác mình biết như vậy. Đấy, nó là như thế, chứ không phải là nó làm sao cả các bác nhá. Rồi, đầy đủ và chi tiết đàng hoàng cho các bác xem. Tem nguyên này, móc quá đẹp này.
Dòng này là dòng xịn nguyên bản theo xe từ ngày xưa đến bây giờ. Dòng Tây này các bác này, dòng này là dòng Tây, mặt bộ là đồ Tây hết các bác nhá. Cho nên là nó rất là bền luôn các bác ạ. Nhưng đồ Tây nó rất là bền, cực bền. Đấy, dòng cửa đẹp đây. Đấy, khung cột kèo của xe là không mất một đinh QC nào cả các bác nhá. Vách cửa đây nhá. Ở dưới này là lót thảm trải sàn nhá. Nhưng mà lại được thêm một cái lót này nữa, hai lớp liền luôn. Đấy, rất nhiều lớp. Đây, đồ nhựa các bác nhìn này. Chất là chật đúng không ạ? Hàng ít có đấy các bác ạ, ít có đấy. Tiền thì rẻ mà xe thì đẹp đúng không ạ? Rất đáng đồng tiền bát gạo luôn. Thật sự là em thấy là nếu mà cá nhân em mà em không buôn ô tô thì chắc chắn em sẽ thích con này em để em dùng. Hiện tại em buôn ô tô thì em đang có mấy con, như con này này với lại một con mui trần nữa, một con hai cửa đó nha. Để ba con để phục vụ mình luôn các bác ạ, thế mới sướng đúng không ạ? Không thèm quay luôn, ba con thì không quay luôn. Không quay như này đâu, nhưng mà live stream thì thỉnh thoảng nói sơ qua một tí, chứ còn thì nếu mà quay riêng như con xe này là em không quay này. Ba con liền em để đi cơ mà. Quan trọng gì đúng không ạ? Đi trải nghiệm. Rồi, táp lô của xe đây các bác nhá. Táp lô đây nó căng phè luôn này các bác nhìn, nó căng luôn này. Đây, cửa gió đây, điều hòa lạnh sâu lạnh buốt rồi. Đây, cốp đây nhá. Bên trong đây là cho mình để mình cắm USB nhá. Đây, cái này để cắm USB này. Còn đây là để mình cắm vào điện thoại này các bác này. Mình có thể lối điện thoại luôn. Hay chưa ạ? Cửa gió đây, cửa gió rất là to. Thổi ù ù luôn nhá. Ở đây có một cái cam hành trình nhá. Một cam hành trình nhưng mà anh chủ trước anh xin lại rồi. Về vẫn để cái rắc điện đây. Để rắc điện đây mình về mình lắp cam hành trình vào loanh quanh tầm 500 1 triệu là có rồi. Tùy theo cái chất của cái cam hành trình các bác nhá. Và độ nhớ nữa, bộ nhớ nữa. Đây nha, em quay gần chút này các bác nhìn xem cột kèo này, răng cửa này. Ok chưa? Tuyệt vời đúng không ạ? Đây lóc đây. Rồi, bậc bệ bước lên bước xuống đây. Có xe nó là lồi lồng cối đá. Dòng này bền lắm, đồ đạc của nó bền cực kỳ luôn. Rất ít khi mà hỏng hóc các bác nhá. Đấy, mẫu này thì em công nhận là khi mình đi mình thay đồ đấy ạ thì nó sẽ đắt một chút. Đắt hơn tầm gấp rưỡi gấp đôi so với một số những mẫu xe bình thường. Ví dụ như là mẫu xe dòng Toyota, dòng Kia, Hyundai thì nó sẽ đắt hơn tầm khoảng gấp rưỡi nhá, gấp rưỡi hoặc là gấp đôi tùy các bác nhá. Nhưng mà nó lại bền các bạn, đổi lại nó lại bền. Mà đồ đạc cái dòng xe đời thấp thì nó lại nhiều sẵn rẻ. Nó nhiều sẵn rẻ chứ không phải là nó ít có đâu nhá. Như đời mới thì nó kiểu người ta mới sản xuất ra thì nó chưa hỏng mấy. Đấy, chưa hỏng mấy cho nên là người ta ít đồ. Chứ dòng xe này thì nó quá nhiều đồ rồi. Người ta sản xuất ra rất là nhiều đồ nhá. Với lại những dòng xe bãi đấy, xe nước ngoài người ta mang về đấy, người ta tháo người ta lấy đồ đấy ạ. Dòng bãi rất là nhiều nhá. Nước ngoài các bạn biết là đi vài năm cái là người ta bỏ xe rồi đúng không ạ? Đi dòng xe rất là ngon nhưng người ta bỏ rồi. Thế cho nên là nhiều khi là tháo đồ mang về để lắp ráp cho những chiếc xe ở Việt Nam. Và đây là gầm các bác nhá. Gầm. Tiếp theo đây, em quay các bác mình xem thêm chút ở phần đầu xe. Cabo đây các bác nhìn này, sáng bóng chưa? Có mũi thở làm ở trên đây này. Đăng kiểm tháng 5 các bác nhá. Tuyệt vời, cho một chiếc xe số tiền các bác bỏ ra là quá ít đúng không ạ? Rất mới luôn này các bác nhìn xem. Rất mới luôn. Đấy. Em quay mời các bác xem phần gầm và phần máy lốt nhá. Các bác đợi em tí đây. Đây chi tiết rồi này các bác này. Phần gầm của nó đây. Con này thiết kế có hai cầu đồng hoàng nhá. Và đây các bác xem ở phần phía sau này, phía trong này là nó vẫn là lỉ zin này các bác này. Lỉ zin thì hơi bẩn một tí, bên em vệ sinh cái là sạch ngay thôi. Lỉ zin luôn. À giới thiệu với các bác là bên em đang có hai con, một con màu vàng nữa nhá. Vâng. Rồi ok, đây là cái phần máy. Bây giờ em quay máy cho toàn thể các bác mình xem ngay. Máy đẹp lắm các bác ạ, máy zin luôn. Để em sợ. Vâng. Cabo đây, các bác nhìn xem lỉ cabo vẫn đẹp này. Và đây khoang máy động cơ của xe đây các bác nhá. Khoang máy động cơ của xe vẫn còn ok luôn các bác nhìn xem này, ok chưa? Đấy ok chưa? Đấy. Cụ máy đẹp lắm. Ở bên trong kia cái phần kia vàng cái đấy là chính là cái mút để cách nhiệt giữa khoang máy với lại khoang cabin các bác nhá. Cái mút, cái mút của nó. Vâng, tổng thành đồng thể chiếc xe, mọi phần mọi chỗ, mọi thứ của chiếc xe là em đã review quay cho toàn các bác mình xem, các bác mình biết rồi. Đến đây các bác xem đầy đủ rồi, các bác cần thêm hình ảnh, video hay thông tin, bất kỳ một thông tin gì đó thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại ở trên biển kia nhá. Ở trên biển đang có hai số và thì có thêm một số nữa em sẽ đọc cho toàn thể các bác mình biết luôn. Đây là số 0335838389. Số này bận các bác alo gọi điện, nhắn tin Zalo
theo số khác các bác nhá. Đấy, tại vì là đôi khi các bác mình chỉ biết đôi khi mình chỉ liên hệ một số thôi thì không tiện liên hệ. Các bác mình cứ liên hệ cho em theo nhiều số nhá. Bên em có đổi xe nhá các bác nhá. Các bác có xe gì? Các bác có xe gì mang đến em đổi cho. Xe gì cũng đổi hết, mua hết, bán hết các bác nhá. Mua bán trao đổi các loại xe luôn mà. Đấy, từ những cái mẫu xe có ít tiền vài chục triệu đến vài trăm đến cả vài tỷ đều được hết các bác nhá. Đấy, địa chỉ kia các bác nhìn xem, đối diện với 225 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Bên em có ship chuyển xe tận nơi tận nhà, bất cứ đâu, bất cứ tỉnh nào trên toàn quốc, và có hỗ trợ sang tên đổi biển, công chứng ủy quyền cho toàn thể các bác mình, cũng là trên toàn quốc mọi nơi luôn các bác nhá. Bác nào đang xem video này mà các bác muốn xem thêm video khác, muốn xem những chiếc xe khác của bên em ở trong đây thì các bác hãy nhấn like, nhấn chia sẻ này, xong với lại các bác hãy nhấn đăng ký kênh YouTube, cái hình màu đỏ, cái chữ đăng ký màu đỏ phía bên dưới đấy, xong nhấn thêm cái hình chuông bên cạnh nữa. Và xong đấy thì trên các bác mình ở trên Facebook đi thì các bác hãy nhấn vào nút theo dõi nhá. Nhấn nút like và nhấn theo dõi để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng. Rất nhiều xe được phục vụ các bác luôn. Đến cả là hơn 100 xe, gần 200 xe các loại để cho toàn các bác mình lựa chọn và tham khảo các bác nhá. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Và giá chiếc xe này thì em cũng đã nói qua cho các bác biết rồi, nhưng mà sẽ có giá đẹp hơn, giá đẹp tốt nhất cho mình khi mình vào việc chốt chiếc xe này các bác nhá. Khi vào việc chốt nó thì sẽ có một mức giá tốt, thật là tốt cho mẫu xe này. Dạ vâng. Con này của em thì em cũng đọc thông tin cho các bác nhá. Con này là con em cũng đọc qua một chút, bác nào chốt thì chốt, không chốt thì em vẫn để đi mà, quan trọng gì đâu. Em không quay riêng đâu. Vâng. Đây là con mẹt GLA 200. Vâng, GLA 200. Số tự động điện tử máy 1.6. Vâng, đời 2017, đăng ký 2018, và con xe này chạy mới được có 1.8 chuẩn km các bác nhá. Chuẩn km 1.8, lốp theo xe vẫn còn rất là dày. Đấy, vâng. Lỗ chất màu kem. Máy 1.6 turbo nhập khẩu nguyên chiếc, 5 chỗ gầm cao, form sup. Con này thì bên em đang bán được trên tỷ một tí các bác nhá. Trên tỷ một tí các bác nhá. Trên tỷ. Dạ vâng. Còn kia thì giá quá rẻ rồi đúng không ạ? Rồi, nhanh tay nhấc máy, chốt giá đẹp các bác nhá. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã xem video và ủng hộ chương trình bên em, ủng hộ siêu thị ô tô Hải Dương, ủng hộ em Mr. Trump. Em cảm ơn các bác rất là nhiều luôn nhá.